Người phụ nữ tái mặt khi thấy khách sạn xuất hiện khuôn mặt trắng bệch ghê rợn nhìn qua cửa sổ. Theo chủ video chia sẻ, cô làm quản lý tại một khách sạn nhỏ. Như thường ngày, người phụ nữ sẽ kiểm tra xung quanh lẫn phòng ốc sau khi khách check out. Tuy nhiên hôm nay, khi cô ngước lên tầng 2, thì qua khung cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng mặt bí ẩn trông vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ zoom to màn hình điện thoại để nhìn kỹ hơn, thì bất ngờ khuôn mặt đối diện cô nàng nhìn thẳng vào mắt của cô. Nhìn nó khá giống nét của một đứa trẻ với làn da trắng bệch, đôi mắt thì chỉ có một màu đen. Từ lúc cô nàng phát hiện ra khuôn mặt bí ẩn kia, nó liên tục nhìn theo cô và dường như nở một nụ cười rất quỷ dị. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Người phụ nữ thu hết can đảm chạy lên lầu để kiểm tra. Tuy nhiên, lúc bước lên nhìn lại vào phòng thì lại không có bất cứ một bóng người nào. Cô nàng ngày càng hoang mang, không biết do mắt mình có vấn đề hay thật sự có quỷ thần trên đời. Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên sau lưng người phụ nữ xuất hiện một tiếng động lớn khiến cô giật bắn mình chạy thẳng ra bên ngoài. Cộng đồng mạng cũng lạnh sống lưng trước cảnh tượng người phụ nữ gặp phải. Không ai lý giải được thứ đáng sợ cô gặp phải là gì hay xuất hiện từ đâu. Chỉ biết rằng nhìn nó rất giống với nhân vật trong một bộ phim kinh dị của Nhật Bản. Mọi người xem phim Ju-on của Nhật chưa? Khuôn mặt kia giống thằng bé trong phim thực sự. Khiếp, trắng bệch ghê thế, không biết nó là gì nữa. Cho tôi xin địa chỉ này khách sạn này với, nhìn thế này ai dám ở? Còn bạn, bạn nghĩ khuôn mặt kỳ lạ xuất hiện trong video có thể là gì? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!